bạn bị mê hoặc bởi những video back to school siêu cool ngầu. Mình cũng thế. Video này sẽ là nơi mình showcase các món đồ nhỏ nhắn xinh xắn mà mình nghĩ rằng các học sinh sinh viên sẽ cực kỳ cần. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng mình tham quan đội hình siêu cute này nha. Năm học mới đã bắt đầu từ lâu, và cũng như bao người khác, mình luôn muốn sắm sửa thật nhiều thứ để tạo nên trải nghiệm học tập thật thú vị. Video sẽ gồm 2 phần: những món đồ mình yêu thích rất đáng mua, những món phụ kiện cũng rất đáng cân nhắc. Những món đồ trong video đã tạo ra sự hài hòa dù mình học tập ở bất cứ đâu, ở nhà, ở trường hay cả những quán cà phê yêu thích. Phần đầu tiên, mình sẽ giới thiệu những vật dụng mà ai cũng nên có. Đầu tư cho những vật dụng này không bao giờ là thừa cả. iPhone 12 Pro là phụ kiện mới nhất trong đội hình của mình. Rõ ràng, đây là sự nâng cấp nhảy vọt từ iPhone 6S nên mình vẫn còn đang làm quen với trải nghiệm xịn sò này. iPhone 12 Pro là dòng điện thoại được ra mắt vào năm 2020, đến nay đã 4 năm tuổi. Mình mua hàng 99% với giá tầm 10 triệu, khá tiết kiệm. Mình dùng iPhone bản 128GB. Đối với mình, 128GB là vừa đủ vì mình không thường xuyên chơi game trên điện thoại với màn hình khá nhỏ. Kích thước gọn gàng của điện thoại sẽ giúp túi quần không bị cộm quá mức. Ngoài ra, iPhone 12 Pro không quá to so với bàn tay của mình, tối ưu trải nghiệm dùng một tay chỉ cần. Điểm cộng của dòng iPhone 12 so với những đời trước đó phải kể đến Face ID. Có thể mở khóa với khẩu trang sẽ rất thuận lợi cho những công việc cần xử lý ngoài trời. Bộ 3 camera sau là thứ mình thích nhất ở dòng điện thoại này. Có rất nhiều sự lựa chọn zoom, tạo nên trải nghiệm quay chụp toàn diện. Trên thị trường, các dòng iPhone 99% đang có giá cực kỳ ổn, nên các bạn hãy tham khảo nha. Asus ExpertBook B1400 thuộc dòng laptop doanh nghiệp vừa và nhỏ với kích thước màn hình 14 inch. Mình tự bán laptop này vào năm ngoái với giá khoảng 15 triệu, ở mức tầm trung so với những máy khác, nhưng là rẻ hơn MacBook rồi, sang đấy chứ gì. Laptop được vận hành bằng dòng chip Intel i5 thế hệ thứ 11, cùng với bộ RAM 8GB và SSD 256GB. Về lý thuyết, 256GB đối với laptop là sự gò bó không hề nhẹ. Windows và các ứng dụng cần thiết cũng đã tiêu tốn gần một nửa dung lượng. Trừ những lúc mình đi ra ngoài thì máy tính bàn sẽ là sự lựa chọn số 1 của mình khi mình edit video hoặc là chơi game. Với bộ máy tính bàn gồm 16GB RAM và 512GB bộ nhớ, việc sử dụng laptop quá mạnh không phải là một ưu tiên của mình. Tùy theo tình hình thực tế, người dùng có thể tìm mua cấu hình phù hợp. Màn hình 14 inch cực kỳ nhỏ gọn là một điểm cộng lớn khi di chuyển. Cho dù các tác vụ yêu cầu phân chia màn hình không phải là một thế mạnh, trải nghiệm với laptop vẫn rất liền mạch. Điểm mạnh lớn nhất của laptop là sự đa dạng ở cổng kết nối, đặc biệt là VGA, HDMI và các dòng USB. Với bộ khung nặng chỉ 1,45kg, Asus ExpertBook B1400 đã bao quát toàn bộ nhu cầu trình chiếu của học sinh sinh viên, bất kể điều kiện cơ sở vật chất. Ngoài ra, bàn phím có hành trình phím khá dài, tạo nên trải nghiệm gõ cực kỳ thoải mái so với các bàn phím khác trên thị trường. Với mức giá 1 triệu đồng, ba lô Mac Ryden là sự lựa chọn tuyệt vời đối với những bạn luôn đồng hành với các thiết bị công nghệ nhờ thiết kế hiện đại và chất liệu vải xịn sò. Để mình giải thích vì sao nó xứng đáng với mức giá ấy nha. Ba lô cao 46, rộng 16 và bề ngang 32cm. Tuy vậy, ba lô có thể co giãn trong nhiều trường hợp, nên sức chứa không chỉ cố định về mặt thể tích. Thiết kế của ba lô sẽ đảm bảo rằng em ấy giữ giãn trong bất kỳ trường hợp nào. Ngang chính của cặp được chia làm 2 phần, mỗi ngang với mục đích riêng biệt. Ba lô được thiết kế ngăn chống sốc, chứa được laptop to tới 17 inch. Laptop của mình lọt khẩu trong ấy, nên mình cũng yên tâm phần nào. Ngoài ra, có một ngăn phụ để chứa máy tính bảng được gắn đính kèm. Tuy vậy, iPad Gen 10 của mình chỉ vừa vặn trong đó khi không gắn ốp, nên mình thường để các vật dụng nhỏ hơn hay bút, với thước, vân vân. Ngăn thứ hai được lắp đặt một tấm lưới ngăn cách, có thể đóng mở tùy ý. Khi mua cặp, người dùng sẽ được tặng kèm hai túi lưu trữ. Đây là một điểm thuận lợi khi đi xa. Túi khô đặt các loại dây sạc, đồ điện tử, trong khi túi chống nước sẽ được dành cho bàn chải đánh răng, các loại sản phẩm self-care. Khi dùng hàng ngày, mình tháo túi tiện lợi ra và dùng ngăn này để đựng iPad, dây sạc laptop, các loại sách vở cỡ bự khi cần. Sự khác biệt lớn nhất mà Mac Ryden mang lại nằm ở thiết kế chăm chút sức khỏe người dùng. Ở mặt sau với lớp đệm 3D, có vai trò thoáng khí, giảm áp lực trên lưng và chống sốc cho laptop ở ngăn trong. Cặp có thêm một ngăn phụ cho ví tiền và các đồ dùng quan trọng ở ngay sát lưng. Ở hai bên có ổ cắm USB.
Ngoài ra, có ngăn cách nhiệt cho các bình nước lạnh, nhưng mà ngăn hơi nhỏ nên chỉ thỉnh thoảng mình mới trải nghiệm tính năng này. Valo Max Riding là một trong những sự đầu tư xứng đáng nhất của mình trong năm nay. Mình mua bé tai nghe này vào đầu năm nay với giá 280k trên Shopee. Đây là thứ đã nằm trong wishlist của mình từ rất lâu. Với tài khoản của mình lúc đó, mình hoàn toàn có thể lựa chọn những dòng cao cấp hơn. Tai nghe đi kèm với chiếc hộp to bự, cùng hộp phụ kiện gồm dây sạc USB-C và jack 3.5 để cắm vào máy tính. Tai nghe có thời lượng pin rất lâu. Mình có thể sử dụng tai nghe và không sạc từ 1 tới tận 2 tuần. Yếu tố mà mình quan tâm nhất khi tìm mua headphones là khả năng chống ồn chủ động của nó. Tai nghe đáp ứng mọi nhu cầu cách âm với 3 chế độ: Noise Cancelling, Normal và Transparency. Transparency. Normal. Chế độ Transparency sẽ giúp mình nghe được những âm thanh bên ngoài, cho dù âm nhạc vẫn được tận hưởng một cách hoàn hảo. Nên được sử dụng khi mình đi ra ngoài hoặc ở chung với đám đông. Micro ở trên dòng tai nghe này phù hợp với những công việc hàng ngày. Konnichiwa, watashi wa min desu. Konnichiwa, watashi wa min desu. Tuy nhiên, chất lượng của nó sẽ không đảm bảo khi cần ghi âm chuyên nghiệp. Có thể kết nối hai thiết bị cùng một lúc, tuy nhiên chỉ dùng được một thiết bị một lần mà thôi. Ngoài ra, Soundcore có một app riêng dành cho máy tính bảng và điện thoại. Người dùng có thể điều chỉnh các cài đặt khác nhau để liên quan tới việc trải nghiệm nghe nhạc, tăng bass, v.v. Mình để iPad vào một accessories vì iPad không phải là thứ thiết yếu với tất cả mọi người. Nhưng nếu có điều kiện hãy trải nghiệm iPad thì sẽ có nhiều thứ thú vị đáng mong chờ. Mùa Back to School đã kết thúc và với mức giá 12 triệu tính cả Apple Pencil, iPad Gen 10 là sự lựa chọn tiết kiệm nhất trên thị trường hiện nay. Mình sử dụng iPad để làm mọi thứ viết lách, kể cả đọc các loại tài liệu. Sự gọn nhẹ của iPad và Apple Pencil hoàn toàn có thể thay thế giấy bút truyền thống và cung cấp sự linh hoạt khi di chuyển, không phụ thuộc vào sách vở offline. Các bạn có thể check out video giới thiệu chi tiết về iPad Gen 10 nhé.